Chị ơi, tại sao các sản phẩm của Cương Duyên ấy, cái sắc lam lại tốt hơn các nhà khác ạ? Dạ vâng ạ, em xin phép được chia sẻ nhận xét rất tinh tế của anh ạ. Các sản phẩm melam tại xưởng Cương Duyên sẽ ra mang một màu sắc và một phong cách rất đặc biệt. Ở đây chú nghệ nhân Phạm Duy Cương, chú đã sử dụng bài melam bí truyền và sáng tạo. Đặc biệt chú pha chế dòng melam theo một công thức riêng, kế thừa tinh hoa của đồ sứ ký kiểu cung đình Huế. Bởi vậy, các tác phẩm melam thường sẽ có màu xanh của ánh ngọc. Đó, màu xanh của ánh ngọc và dịu nhẹ, trầm mặc, sản phẩm không hoa lệ, hào nhoáng như các dòng sứ Trung Hoa. Đồng thời, nó cũng không lòe loẹt hay nhiều ánh sắc coban như những dòng hàng đại trà. Mà ở đây ta thấy các tác phẩm mang một nét đẹp hài hòa, tinh tế, bề mặt sản phẩm rất căng bóng và chuẩn mực, tựa như sứ xưa. Càng nhìn lâu càng thấy lôi cuốn và hút mắt, tựa như chúng ta đang được ngắm nhìn những tác phẩm văn hóa nghệ thuật giá trị riêng của người Việt. Chính vì những đặc điểm trên mà càng được khẳng định hơn giá trị của dòng sứ sang thượng hạng tại Cương Duyên ạ. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi thì em sẽ phần nào giải đáp được câu hỏi của anh cũng như của quý khách hàng đang quan tâm về các sản phẩm men lam tại Cương Duyên ạ.